you didn't.
dân bệ hạ, mạng tôi ở đây, nguyện dân hiến. A Di Đà Phật, thí chủ chỉ một lòng muốn tìm hiểu thân thế của mình phải không? Bồ Tát, lẽ nào họ cũng biết ngươi bỏ ra từ lạc thai tuyền? Thế gian này lại có người đẹp hơn Giang Lưu? Giang Lưu chết rồi, chỉ có Định Nhan Châu của Lâm Cung mới cứu được bạn y. Này ba người quốc tịch, sắc phong thân dương, phải tích thêm công đức giải phong ấn cho nước ta. Người muốn đến Lâm Cung tìm Định Nhan Châu, ta cùng đi với ngươi.